Hình thành trung pháo hữu hành xa, đối phản cung mã. Bố cục tiến tam binh tiến biên mã, đối phi tả tượng. Đen nhảy mã. Đổi lại. Đen đi xe 9 tiến 1. Giống như phương án 2 của ván 264, chỉ là thay đổi thứ tự nước đi. Như đen mã 8 tiến 7. Đỏ bình sẽ sát lộ 7. Đổi lại như đỏ đi pho 8 bình 6. Đen thắng cờ. Như đỏ xe 1 bình 7. Đen lên sĩ. Đổi lại. Đen đi xe 9 bình 8.
Cờ đỏ dễ đi. Như đen sĩ 6 tiến 5. Đến đây cờ đỏ hai phương án đi quân. Một là pháo 8 tiến 2 và hai là pháo 8 bình 6. Phương án đi qua cờ đỏ pháo 8 tiến 2. Đỏ nhảy mã lên hà, nước cờ tranh chủ động. Đen đổi pháo. Đổi lại, như đen đi xe 8 tiến 4. Cờ đen mất quân. Như đen pháo 2 tiến 3. Đen tiến xe sau này. Đen có thể nghiên cứu đi xe 8 tiến 4 tuần hà. Nước cờ mang tính ổn định, vững chắc hơn. Như đen xe 8 tiến 9. Đen bay tượng cản mã. Nước cờ tất yếu. Cờ đỏ ưu thế. Mời các bạn xem lại phương án đi quân này.
Cờ đỏ ưu thế. Phương án thứ hai của đỏ là pháo 8 bình 6. Đỏ bình lục lọ pháo. Nước cờ mang tính ổn định, vững chắc. Đỏ lùi mã, nước cờ linh hoạt, có sức mạnh. Đỏ nhảy mã vào đầu tốt. Nước cờ hay. Cờ đỏ ưu thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.